Chiều ngày 4 tháng 5, đồng chí Bùi Văn Tinh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đã chủ trì phiên họp Ủy ban Nhân dân huyện cho ý kiến vào nội dung các dự thảo văn bản trình kỳ họp chuyên đề kỳ họp thứ 12 Hội đồng Nhân dân huyện Tân Lạc khóa 20, nhiệm kỳ 2016-2021. Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện nhấn mạnh, các dự thảo văn bản trình kỳ họp Hội đồng Nhân dân huyện sắp tới đều rất quan trọng liên quan đến các công trình đầu tư xây dựng, đặc biệt là chủ trương phát triển đô thị. Đồng chí đề nghị các đại biểu nghiên cứu tham gia đóng góp ý kiến một cách chi tiết, đồng thời giao cho các cơ quan thường trực tiếp thu, tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện hoàn thiện các dự thảo văn bản trình kỳ họp Hội đồng Nhân dân huyện xem xét quyết định. Tại phiên họp, đại biểu đã tập trung xem xét và cho ý kiến vào 20 dự thảo báo cáo tờ trình, nghị quyết. Trong đó có các tờ trình nghị quyết về điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2024, điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 huyện Tân Lạc, tờ trình xin ý kiến về hồ sơ đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nhà máy dệt kim Supertech Tân Lạc tại xã Thanh Hối, về chủ trương đầu tư xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng năm 2024, các tờ trình nghị quyết về miễn nhiệm và bổ sung ủy viên Ủy ban Nhân dân huyện khóa 20, nhiệm kỳ 2016-2021. Đặc biệt là tờ trình và nghị quyết về chủ trương phát triển đô thị thị trấn Mãn Đức và thị trấn Phong Phú huyện Tân Lạc đến năm 2030 nhằm hoàn thiện văn bản đảm bảo đúng thể thức, quy định các nội dung hạng mục đầu tư phù hợp và có tầm nhìn